ឆ្មោះអីដែរឈ្មោះណាឆេងអូណាឆេងចុះណាឆេងចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគេហៅកម្មវិធីអីគេកម្មវិធីតន្ត្រីតន្ត្រីខ្មែរបងតន្ត្រីតន្ត្រីខ្មែរអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលបងឃើញគឺបងអឺចូលមករៀនហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរចុះប្រហែលតាំងពីថ្ងៃ1បងថ្ងៃ1អញ្ចឹងបងមានចំណារអារម្មណ៍មិនដែរចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងចុះរហូតចូលចិត្តចូលចិត្តស្បាយ Sreys School of Rock. I'm here because Sreys School of Rock at Kampot. Sreys School of Rock. All the Cambodian women play all the instruments. Sreys School of Rock. The women that enjoy the band, we got all different type and different levels. Some from a cool background. Some is from still as students. Sam is working in the cafe as a waitress. So you mean they make coffee and then they rock out? Yes, they make it. They serve your food and they rock up on the stage, baby. What have you learned from the experience of working with this group here? Much patience and I've also learned myself, like, that I have the ability to teach and share something with even with someone who doesn't have the same language, and we don't have this common language, and it has been really, really good experience. So there's a common bond. Yeah, music. សម្រាប់អូនជាប្អូនអត់ទេគេនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងពេលអូនធ្វើការជាមួយនៅពួកគាត់ជំនឿបារាំងចុះប្អូនមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរចំពោះដូចថាបបធម៌យើងនឹងគាត់ប្រៀបធៀបទៅវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាមិនមែនហើយអូនគិតថាការធ្វើការរបស់អូនជាមួយនឹងគាត់មើលទៅវាមិនដែរអូនធ្វើចំពោះខ្ញុំគិតថាធ្វើការជាមួយគាត់ខ្ញុំមើលទៅគាត់គឺគាត់ថាគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ដូចយើងឯងចាពីពួកខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំពួកខ្ញ
mua được khóc lúc lấy sát xong cho bạn được kìa chà mình đây khá phục quát nó cứ chỉ một nông mắt chắc không cao như thế này tại ôn bàn riêng ấy khá bị phục quát về đại phục quát bởi riêng nó phục quát được chất độc đã xâm rạp cao bởi riêng ôn rồi dưới tốt mình để cho ông quát thì thà quát bởi riêng dưới ngập điệu ở thà quát đau tư thà quát như chất lạc ở dưới thà quát bởi riêng nhớ thà ở vầy là quát miếng cứ quát bởi riêng dưới nãy giờ anh quát vẫn quát đau tư dưới What's happening? It's the bass and drums are going to start together. So no piano, right? Sreys School of Rock, which is a song that Soon wrote basically yesterday. So we're just going through it. I'm trying to come up with the bass line for it. We're getting the rhythm sorted. Con ha chứ chứ tập play có bản tái ốc như là nó có tha ai play thì cứ tha ai chơi white score rồi lên play thì can solo cả ở tai ốc thọ như cứ tha nó tha thọ như vậy con cho mình đi tha chơi mình được bò ấy sản phẩm đam tơ để đi xem trên đài con được nhận tham sai của bạn đài ốc một sản phẩm nhóm nhưng cứ tha
thì có người tu tới người trên con phong này vừa xem ra phụ quát được chất phê trong khi dương riêng tới dương cổng trào ở dương thái dương sống lại như trôi chất ưu chi dương vô về bàn How is it, Hollie? Yeah, tell me what's happened, just happened. Okay, so we've just recorded our first original song that we've done at Sreys School of Rock, written by the very talented Miss Soon here, who, and so we've just cut our recording. Soon's going to tell us what it's about. A Sou Sou band that all of us at Sreys School of Rock like to decide to put names for the band, so we call Sou Sou band. And the Sou Sou song, because the song is meaning about to never give up, very hard when you start playing the songs, talking about all the bands in the groups. So that's why we call Sou Sou song. All girl bands are the best, and you know, there's the expression, you can't be what you can't see. So the more women that we play with, and the more women that we skill up, and the more women that are used to playing with each other, the more musicians there will be, and the more women will play. But we can talk about this later. Are you the first all-girl rock and roll band in Cambodia? Yes, that sounds like, but we really like it and we enjoy it. That's what people organizing and make it happening. So the Sreys School of Rock and the Sou Sou band, we're looking forward to make more rock and roll songs for all of you to listen more later.